Sốt về trà Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video Sốt về trà Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ Sốt bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Sốt hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và hôm nay là một trong những ngày nghỉ chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Nội, vì vậy em có cập nhật một số chương trình đĩa CD rất là hay về để phục vụ quý vị và các bạn trong những ngày giãn cách. Quý vị và các bạn chỉ cần ở nhà, em sẽ gửi bưu điện hoặc là Viettel gửi ship đến tận nhà cho quý vị và các bạn, tránh chúng ta phải tiếp xúc và thực hiện đầy đủ theo chỉ thị 5K chính phủ. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số chương trình đĩa rất là hay. Và em có đầy đủ đĩa của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng như Hải Quỳnh, Giao Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, rồi Chế Linh, Thanh Tuyền để phục vụ quý vị và các bạn, Đan Nguyên, Quang Lê và nhiều ca sĩ nữa. Nếu anh em có nhu cầu hãy liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, hoặc có thể trực tiếp liên hệ với em qua địa chỉ của shop. Em sẽ ship tận nơi cho quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua năm chiếc CD em đã tuyển lựa ở đây để phục vụ quý vị và các bạn. Và nếu quý vị và các bạn mua combo 5 chiếc CD này thì em sẽ bao ship cho quý vị và các bạn nhé. Mỗi chiếc CD tái bản cao cấp này nó sẽ có mức giá là 100.000 đồng. Đó, em xin giới thiệu đầu tiên là CD album Nếu Đời Không Có Anh của nữ ca sĩ Như Quỳnh, với lead bài hát bài số 1 là Chuyện Tình La Lan Vinh Sử, 2 Hoa Nở Về Đêm Mạnh Phát, 3 Hai Vì Sao Lạc Anh Việt Thu, 4 Cô Thắm Về Làng Vinh Sử Giao Tiên, 5 Vầng Trăng Vỡ Tan Trúc Quỳnh, 6 Mưa Chiều Song Ngọc, 7 Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng, 8 Về Quê Ngoại Hàn Châu, 9 Loài Hoa Không Vỡ Phạm Mạnh Cương, 10 Nếu Đời Không Có Anh Hoàng Trang. Tiếp theo là CD Chuyến Đò Vị Tuyến của nữ ca sĩ Giao Linh do Làng Van phát hành, số 341, với tựa đề lead bài hát như sau: bài số 1 Chuyến Đò Vị Tuyến, bài số 2 Tha La Xóm Đạo, bài số 3 Nối Lại Tình Xưa, bài số 4 Mai Lỡ Mình Xa Nhau, bài 5 Quê Hương Bỏ Lại, bài 6 Xa Vắng, bài 7 Khóc Thầm, bài 8 Nỗi Lòng, bài 9 Chuyến Tàu Hoàng Hôn, bài 10 Trả Lại Thời Gian. Tiếp theo là một CD album tuyển chọn của các ca sĩ như Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Đình, Đan Nguyên, Băng Tâm, Huỳnh Huy Tiễn, với tựa đề là Đưa Em Vào Hạ. Với lead bài hát là bài số 1 là Một Chuyến Xe Hoa, Phi Nhung, bài số 2 Thương Về Miền Trung, Băng Tâm, bài số 3 Đưa Em Vào Hạ, Huỳnh Phi Tiễn, bài 4 Mưa Ngoại Ô, Trường Vũ, bài 5 Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Mạnh Đình, bài 6 3 Tháng Tạ Từ, Phi Nhung, bài 7 Biệt Kinh Kỳ, Mạnh Đình, bài 8 3 Tháng Quân Trường, Trường Vũ, bài 9 Mưa Rừng, Phi Nhung, bài 10 Chuyện Hoa Sim cùng Chuyện Tình Giàn Thiên Lý, Trường Vũ, bài 11 Nó Đan Nguyên, Huỳnh Phi Tiễn, bài 12 Cô Hàng Xóm, Mạnh Quỳnh. Và tiếp theo là một CD nữa của Như Quỳnh với tựa đề Khi Mình Xa Nhau, với lead bài hát bài số 1 là Trung Mộng, Lam Phương, bài số 2 Ngại Ngùng, Quốc Dũng, bài số 3 Thương Về Miền Trung, Duy Khánh, bài số 4 Chuyện Chúng Mình, Trúc Phương, bài số 5 Đẹp Lòng Người Yêu, Vinh Sử, bài số 6 Thuyền Không Bến Đỗ, Lam Phương, bài số 7 Nếu Anh Đúng Hẹn, Lê Dinh, Minh Kỳ, bài số 8 Lối Thu Xưa, Quốc Dũng, bài số 9 Hãy Quên Nhau, Thương Kim, bài 10 Tấm Ảnh Ngày Xưa, Lê Dinh, bài 11 Khi Mình Xa Nhau, Anh Bằng, bài 12 Chiều Bên Đồi Sim, Đài Phương Trang. Và CD cuối cùng của nữ ca sĩ Ngọc Anh với tựa đề Giết Người Trong Mộng thì có lead bài hát như sau: bài số 1 Giết Người Trong Mộng, bài số 2
đoạn khúc cuối cho em. Bài số 3, mùa thu cánh nâu. Bài số 4, một lần cuối. Bài số 5, khi người xa tôi. Bài số 6, ướt mi. Bài số 7, nỗi buồn. Bài số 8, nỗi niềm. Bài số 9, sang ngang song ca cùng bằng kiều. Bài số 10, một mình. Em đi rồi. Và bài 11 là đêm buồn. Và đây là 5 CD album ngày hôm nay em xin giới thiệu tới quý vị và bạn. Và em còn rất nhiều chương trình nữa em sẽ giới thiệu ở những video tiếp theo. Và anh em có nhu cầu sưu tầm cũng như tìm kiếm CD album nào xin liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, hoặc có thể liên hệ với em bằng địa chỉ ở trên tấm biển. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên like, share video cũng như ủng hộ kênh video YouTube này bằng cách đăng ký kênh. Xin chào quý vị và các bạn.